Chào mừng các em đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Khánh Hoàng, giáo viên trường tiểu học Tôn Đức Thắng. Cô rất vui khi hôm nay được truyền đạt kiến thức phần môn luyện từ và câu và tập làm văn lớp 2 tuần 24 đến các em thông qua bài Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy, đáp lời phủ định, nghe trả lời câu hỏi. Sau bài học này, các em cần đạt được 3 mục tiêu sau. Thứ nhất, về kiến thức, các em nắm được một số từ ngữ chỉ tên, đặc điểm của các loài vật, hiểu được các câu thành ngữ nói về loài vật, nghe kể chuyện và trả lời các câu hỏi về nội dung truyện. Về kỹ năng, các em biết dùng dấu chấm và dấu phẩy thích hợp trong một đoạn văn, biết ghi nhớ và có thể kể lại câu chuyện theo lời của mình. Về thái độ, các em được bồi dưỡng ý thức bảo vệ, yêu thương và chăm sóc các loài vật, cũng như ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên. Tiết học hôm nay có cấu trúc như sau. Phần 1, ôn kiến thức cũ. Phần 2, bài mới. Phần 3, hoạt động tiếp nối. Trong phần 2 bài mới, đối với môn luyện từ và câu, chúng ta sẽ tìm hiểu hai hoạt động. Hoạt động 1, tìm hiểu từ ngữ, chỉ tên, đặc điểm của các loài vật thông qua bài tập số 1 và bài tập số 2. Hoạt động 2, điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp trong đoạn văn thông qua bài tập số 3. Đối với môn tập làm văn, chúng ta sẽ tìm hiểu hai hoạt động. Hoạt động 1, nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi thông qua bài tập số 3. Hoạt động 2, kể lại câu chuyện đã nghe. Để tham gia tiết học, các em hãy cùng cô chuẩn bị những đồ dùng học tập sau đây nhé. Sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 2, vở ô ly, vở nháp, bút chì, bút mực. Trước khi bước vào bài mới, cô sẽ kiểm tra một số kiến thức cũ nằm trong tuần 23 để xem các em còn nhớ gì không nhé. Em hãy quan sát và cho biết những loài thú nào là thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm. Thời gian suy nghĩ 1 phút bắt đầu. Các em hãy cùng cô kiểm tra xem đáp án của mình có đúng không nhé. Những loài thú dữ nguy hiểm là hổ, sư tử, sói, báo. Những loài thú không nguy hiểm là thỏ, sóc, nai, khỉ. Chúc mừng các em đã có kết quả đúng nhé. Các em biết không, mỗi con vật chúng ta vừa xem đều có một đặc điểm riêng đấy các em ạ. Trong bài học hôm nay, để tìm hiểu thêm về từ chỉ đặc điểm của các loài thú và ôn lại cách dùng dấu chấm, dấu phẩy thích hợp trong đoạn văn, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài luyện từ và câu Từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy. Cô mời các em cùng mở sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 2, trang 55. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu bài tập 1. Em hãy chọn cho mỗi con vật trong tranh vẽ bên một từ chỉ đúng đặc điểm của nó. Tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì nào? Đề bài yêu cầu chúng ta chọn cho mỗi con vật một từ chỉ đúng đặc điểm. Các em cho cô biết, trên màn hình của cô có tất cả bao nhiêu con vật? Đó là những con vật nào?
Trên màn hình có tất cả 6 con vật, đó là con gấu, sóc, nai, thỏ, hổ và cáo. Cô mời các em cùng đọc những đặc điểm được đưa ra trong đề bài. Tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn. Để các em có cái nhìn rõ hơn về đặc điểm của các loài thú hoang dã, cô mời các em cùng xem một đoạn phim ngắn nhé. Một chú gấu bắc cực đang thò đầu qua cửa sổ như đang tìm thứ gì đó. Ô, một chú nai xinh xắn đang uống nước trên tay người. Chú ấy thật thân thiện đúng không các em? Còn chú cáo này thì đang rình mò hòng trộm đi mấy con cá. Có vẻ chú ấy đói lắm. Một con hổ đang lao vào giằn xé con mồi tội nghiệp nào đó. Còn đây là một con sóc đang leo thoăn thoắt từ cành cây này sang cành cây khác. Cuối cùng là hình ảnh hai chú thỏ ba chân bốn cẳng chạy thoát khi nghe tiếng chó sủa. Các em vừa xem qua các hoạt động của một số loài thú. Bây giờ các em hãy chọn cho mỗi con vật sau một từ chỉ đúng đặc điểm của nó nhé. Thời gian 1 phút bắt đầu. Các em đã suy nghĩ xong chưa? Chúng ta cùng đối chiếu đáp án của cô nhé. Con gấu có đặc điểm gì? Đó là tò mò. Con sóc thì như thế nào? Đó là nhanh nhẹn. Con nai thì sao? Đó là hiền lành. Con thỏ có đặc điểm gì? Đó là nhút nhát. Con hổ thì như thế nào? Nó rất là dữ tợn. Con cáo thì sao? Đó là tinh ranh. Chúc mừng các em đã có kết quả đúng nhé. Các em giỏi lắm. Để biết thêm đặc điểm của một số con vật nữa, các em hãy quan sát thêm một số con vật sau đây nhé. Trên màn hình của cô có 6 con vật khác như sói, khỉ, hươu, báo, ngựa vàng, tê giác. Vậy, đặc điểm của những con vật này là gì? Con sói thì hung ác vì nó có bản năng săn mồi rất dữ tợn. Con khỉ thì vô cùng tinh nghịch. Con hươu rất hiền lành. Con báo vô cùng dữ tợn. Con ngựa vàng rất hiền hậu. Và con tê giác rất hung dữ. Qua bài tập 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu một số từ ngữ chỉ đặc điểm của một số loài thú. Các em thân mến, loài vật nào cũng có đặc điểm riêng của nó và thật đáng quý. Chúng ta phải biết yêu thương, bảo vệ các loài thú hoang dã nhé. Vậy, để khắc sâu đặc điểm của một số loài thú, cô mời các em cùng bước sang bài tập 2. Bài 2. Em hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây. A. Dữ như chấm ba chấm. B. Nhát như chấm ba chấm. C. Khỏe như chấm ba chấm. D. Nhanh như chấm ba chấm. Tên các con vật cần điền là thỏ, voi, hổ, sóc. Vậy
yêu cầu bài tập 2 này có gì khác so với bài tập 1? Các em có nhận ra không nào? Bài tập 1 yêu cầu chúng ta tìm từ chỉ đặc điểm phù hợp với mỗi con vật. Còn bài tập 2 yêu cầu chúng ta tìm tên con vật tương ứng với mỗi đặc điểm đưa ra. Các em hãy suy nghĩ và làm bài vào vở trong 3 phút nhé. Các em đã hoàn thành bài tập chưa nào? Cùng cô kiểm tra kết quả nhé. A. Dữ như hổ. B. Nhát như thỏ. C. Khỏe như voi. D. Nhanh như sóc. Chúc mừng các em đã có kết quả đúng nhé. Các em biết không, đây là những thành ngữ thường dùng trong cuộc sống của chúng ta. Những câu thành ngữ này dùng từ ngữ chỉ đặc điểm của con vật để chỉ đặc điểm của con người đấy các em ạ. Dữ như hổ là chỉ người hung dữ, nhát như thỏ là chỉ người nhút nhát, khỏe như voi là chỉ người làm việc khỏe, nhanh như sóc là chỉ người nhanh nhẹn. Ngoài những thành ngữ này, cô còn có một số thành ngữ khác như chậm như rùa, nhát như cáy, ăn như mèo, khỏe như trâu. Nhưng mà các em nên chú ý rằng chúng ta không nên dùng những thành ngữ này để chọc ghẹo các bạn hoặc mọi người xung quanh nhé. Qua bài tập 2, các em đã biết chọn con vật phù hợp với đặc điểm của nó rất tốt. Ngoài ra, các em còn được biết một số thành ngữ thường dùng trong cuộc sống. Bây giờ, để ôn lại cách dùng dấu chấm hay dấu phẩy thích hợp trong một đoạn văn, chúng ta cùng bước sang bài tập 3 nào. Bài 3. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống. Từ sáng sớm, Khánh và Sang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng. Các em hãy quan sát và cho cô biết có tất cả bao nhiêu ô trống cần điền dấu câu. Đoạn văn này có tất cả 5 ô trống cần điền. Các em lưu ý trong bài này có từ mắc cưỡi. Đây là từ chỉ hoạt động qua lại đồng đúc không ngớt của con người. Bây giờ,
bằng cách nhớ lại kiến thức cũ đã học. Các em hãy điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào 5 ô trống trong sách giáo khoa của mình trong thời gian 2 phút nhé. Điền hết chưa nào? Bây giờ hãy cùng cô quan sát kết quả nhé. Từ sáng sớm, Khánh và Sang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng. Vậy, ô trống thứ nhất, cô Điền dấu phẩy. Ô trống thứ hai, cô Điền dấu chấm. Ô trống thứ ba, cô Điền dấu chấm. Ô trống thứ tư, cô Điền dấu phẩy. Ô trống thứ năm, cô Điền dấu phẩy. Cô đố các em, dấu phẩy được dùng trong những trường hợp nào? Dấu phẩy được dùng để ngăn cách cụm từ chỉ thời gian và chỉ địa điểm ở đầu câu. Trong đoạn văn này, cụm từ chỉ thời gian là từ sáng sớm. Cụm từ chỉ địa điểm là ngoài đường, trong vườn thú. Vậy, dấu chấm được dùng trong trường hợp nào? Dấu chấm được dùng để đặt ở cuối câu kể. Trong đoạn văn này, câu từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Và câu hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang là hai câu kể. Nên chúng ta dùng dấu chấm ở cuối câu. Vậy sau dấu chấm, chúng ta chú ý điều gì? Chúng ta chú ý viết hoa chữ cái đầu tiên nhé. Các em thân mến, bạn Khánh và bạn Giang trong mẫu chuyện trên đã cùng mẹ đến thăm vườn thú rất vui và hào hứng đúng không nào? Các em đã từng được bố mẹ hoặc người thân đưa đến vườn thú chưa nhỉ? Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát một số hình ảnh tham quan vườn thú của các bạn học sinh và mọi người nhé. Đây là một chú đà điểu to ơi là to. Các bạn nhỏ đứng bên ngoài cũng đang trầm trồ trước hình dáng của chú đà điểu này đấy. Tiếp theo là một con vật thật quen thuộc với chúng ta đúng không nào? Đó là một chú voi to cao và khỏe khoắn đang đưa vòi bắt tay cùng mọi người. Chú voi này thật thân thiện đúng không nào? Các bạn nhỏ này đang ngước nhìn con vật gì vậy nhỉ? Đó là những chú hươu cao cổ. Trông chúng thật hiền lành đúng không các em? Cuối cùng là hình ảnh những chú khỉ đang nô đùa cùng nhau. Dường như chúng cũng muốn trò chuyện cùng mọi người đang tham quan đấy. Các em thân mến,
Mỗi con vật đều có những đặc điểm riêng và đóng vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Vậy, chúng ta nên làm gì để bảo vệ các loài vật? Trong các việc làm có ích, chúng ta có thể thực hiện những cách sau. Đầu tiên, chúng ta nên giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Giữ gìn vệ sinh môi trường không những đem lại sức khỏe tốt cho chúng ta, mà còn giúp các loài vật có môi trường sạch để sinh sống và phát triển nữa đấy. Ngoài ra, khi đi tham quan, chúng ta không nên cho thú ăn những thức ăn lạ, vì thức ăn lạ có thể khiến chúng bị bệnh. Không chọc phá thú và nói không với giết thú, vì các loài thú thích sống ở tự nhiên, không thích sống ở trong chuồng. Những hành động mà con người dạy cho chúng không phải là bản năng của chúng. Để thực hiện những hành động giết, chúng đều trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, tàn bạo của con người. Ngoài ra, các em có thể đọc thêm những thông tin bổ ích về các loài vật và nói với người thân cùng chung tay bảo vệ các loài vật hoang dã nhé. Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài học luyện từ và câu tuần 24 rồi. Qua bài học hôm nay, chúng ta đã nắm được một số từ ngữ chỉ tên, đặc điểm của một số loài vật và biết cách bảo vệ chúng trước bờ vực tuyệt chủng. Cô khen tất cả các em. Chắc hẳn các bạn nhỏ của chúng ta đã trải qua giờ học khá căng thẳng rồi đúng không nào? Trước khi bước vào tiết tập làm văn, cô mời các em cùng giải lao giữa giờ nhé! Các em thân mến, như các em đã biết thời gian gần đây, dịch bệnh đã và đang lan rộng trên toàn cầu, làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và đời sống của con người chúng ta. Đó chính là virus corona. Vậy, làm thế nào để phòng chống và bảo vệ sức khỏe của chúng ta trước con virus đáng sợ kia? Chúng ta phải thường xuyên rửa tay sạch sẽ, ăn chín uống sôi, mang khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế tụ tập nơi đông người và thường xuyên tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nhé. Bây giờ, chúng ta hãy cùng vận động cơ thể với vũ điệu rửa tay rất thú vị cùng các bạn nhỏ này nhé. Thầy cô, bạn bè kể cho mình nghe rất nhiều câu chuyện đúng không nào? Trong bài học tập làm văn hôm nay, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện rất thú vị và thử xem bạn nào sẽ trả lời đúng các câu hỏi về câu chuyện đã nghe. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng bước vào bài học tập làm văn đáp lời phủ định, nghe trả lời câu hỏi. Bài học hôm nay gồm có 3 bài tập. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài tập 3, còn bài tập 1 và bài tập 2 các em sẽ thực hiện thêm ở nhà nhé. Bài tập 3, nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi. Để thực hiện bài tập này, cô mời các em cùng lắng nghe câu chuyện có tên Vì sao? Các em cùng lắng nghe nhé. Vì sao? Một cô bé lần đầu tiên về quê chơi, gặp cái gì cô cũng lấy làm lạ.
thấy một con vật đang ăn cỏ. Cô hỏi cậu anh họ: "Sao con bò này không có sừng hả anh?" Cậu bé giải thích: "Bò không có sừng vì nhiều lý do. Có con bị gãy sừng, có con còn non nên chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa." Thật ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa. Để các em nắm kỹ nội dung câu chuyện, cô sẽ kể lại một lần nữa nhé. Vì sao? Một cô bé lần đầu tiên về quê chơi, gặp cái gì cô cũng lấy làm lạ. Thấy một con vật đang ăn cỏ, cô hỏi cậu anh họ: "Sao con bò này không có sừng hả anh?" Cậu bé giải thích: "Bò không có sừng vì nhiều lý do. Có con bị gãy sừng, có con còn non nên chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa." Thật ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa. Vừa rồi, các em đã lắng nghe câu chuyện Vì sao? Để xem các em hiểu nội dung câu chuyện như thế nào, cô mời các em cùng trả lời một số câu hỏi nhé. A. Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào? Thời gian suy nghĩ 30 giây bắt đầu. Câu trả lời đúng là: lần đầu về quê chơi, cô bé thấy cái gì cũng lạ. B. Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì? Thời gian suy nghĩ 30 giây bắt đầu. Đáp án đúng là: cô bé hỏi cậu anh họ: "Sao con bò này không có sừng hả anh?" C. Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng. Thời gian suy nghĩ 30 giây bắt đầu. Câu trả lời đúng là: cậu bé giải thích bò không có sừng vì nhiều lý do. Có con bị gãy sừng, có con còn non nên chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa. D. Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì? Thời gian suy nghĩ 30 giây bắt đầu. Câu trả lời đúng là: thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa. Vừa rồi, các em đã nghe cô kể câu chuyện Vì sao và tìm hiểu nội dung câu chuyện rồi. Để thử tài ghi nhớ của các em, cô mời các em cùng tự nhớ và kể lại toàn bộ câu chuyện theo lời của mình nhé. Thank you.
luyện xong chưa? Để xem nội dung câu chuyện của các em đã đầy đủ và đúng chưa, cô mời các em cùng đọc lại câu chuyện vì sao nhé. Các bạn nhỏ thân mến, tiết học hôm nay giúp các em biết thêm những từ ngữ nào về các loài thú. Các em sẽ có ý thức và hành động như thế nào để bảo vệ các loài thú? Các em biết không, mỗi con vật xung quanh chúng ta đều có những đặc điểm riêng. Loài vật nào cũng đều đáng yêu và đáng quý. Chúng ta phải biết yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng nhé. Vậy là cô trò chúng ta đã cùng hoàn thành tiết học luyện từ và câu và tập làm văn lớp 2 tuần 24 rồi. Sau bài học này, các em chú ý một số nhiệm vụ sau. Đối với môn luyện từ và câu, các em đọc thêm những thông tin bổ ích về các loài vật và nói với người thân cùng chung tay bảo vệ các loài vật hoang dã. Các em chuẩn bị bài mới, từ ngữ về sông biển, đặt và trả lời câu hỏi vì sao. Đối với môn tập làm văn, các em hãy kể lại câu chuyện vì sao cho bố mẹ, người thân cùng nghe. Các em chuẩn bị bài mới, đáp lời đồng ý, quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Sau bài học này, các em có gì thắc mắc, hãy liên hệ với cô qua Gmail khanhhoangnguyenthuy@gmail.com. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã tham gia tiết học cùng cô. Cô chúc các em chăm ngoan, học tốt và mạnh khỏe nhé. Chào tạm biệt các em.